Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 cái dấu hiệu, 5 cái đặc điểm của một người đạo đức giả. Mà sống trong một đời sống này thì chúng ta sẽ phải nhận biết những kiểu người như vậy để tránh xa các bạn nhé. Cái dấu hiệu đầu tiên của một người đạo đức giả đấy chính là trước mặt bạn thì họ nói xấu người khác để có thể kéo bạn về phe đồng minh với họ. Các bạn thân mến, hãy nhớ một điều như này. Một người trước mặt bạn có thể nói xấu người khác thì sau lưng bạn cũng có thể nói xấu bạn. Điều mà họ có thể làm với người khác thì họ hoàn toàn cũng có thể làm đối với bạn. Cho nên khi mà một ai đó gặp bạn xong rồi cứ suốt ngày nói tốt về bạn, xong rồi kéo bạn về phía họ để rồi nói xấu một người này người kia, thì đừng bao giờ chơi với những người như thế. Những người như thế không có gì có thể làm cho cuộc sống của các bạn tốt đẹp hơn được đâu. Bởi vì một người thực sự tốt, họ không dành thời gian để mình đi nói xấu. Họ có thời gian thì họ dành cho những cái thứ nó có ý nghĩa hơn rồi bạn ạ. Cái dấu hiệu thứ hai của một người sống đạo đức giả đấy chính là một người luôn luôn chỉ nhìn ra cái điểm tốt của mình và luôn luôn nhìn ra những cái điểm xấu của người khác. Biểu hiện của những người này là khi nói chuyện với bạn, họ đều nói với người khác là tôi là một người sống như thế này, biết điều ra sao, biết điều thế nào, còn những người kia thì lại đối xử với tôi như thế này, như thế kia. Họ có thể nói tràng giang đại hải với các bạn về những cái điểm xấu, điểm không tốt của người kia, nhưng lại không bao giờ nói về những cái điểm xấu, điểm chưa tốt và cái điểm chưa hoàn thiện ở họ. Họ luôn luôn nghĩ rằng mình rất vĩ đại, mình rất to lớn, mình rất tốt bụng. Nhưng mà chỉ có một mình người đó nghĩ như thế thôi và chẳng ai nghĩ như vậy cả. Kiểu người này cũng là một kiểu người mà chúng ta cần tránh xa. Cái điểm số 3 của một người đạo đức giả đấy là nói thì rất hay nhưng mà không làm được. Mình lấy trước bạn một ví dụ về những người nói đạo lý rất hay nhưng không làm được nhá. Đấy là những người ngoại tình. Những người ngoại tình sẽ nói rằng anh rất yêu em nhưng mà anh sống đạo đức nên không thể bỏ vợ anh được. Các bạn nghe có thấy nực cười không? Sống đạo đức thì đã không ngoại tình. Sống ngoại đạo đức thì đã không chạy theo những cô gái mới mẻ ở bên ngoài để rồi dù bỏ người vợ của mình để người vợ của mình đau khổ. Đúng không các bạn? Đấy là một trong những biểu hiện của con người mà đạo đức giả. Thường là những người đạo đức giả thì nói đạo lý rất là hay. Họ nói rất là nhiều để làm gì? Để bao biện cho cái việc phi đạo đức của họ. Để bao biện cho những cái điều mà họ làm nó không có đạo đức các bạn ạ. Cái điểm số 4 của một người đạo đức giả đấy chính là luôn luôn nói rằng họ làm thế này vì bạn, làm thế kia vì bạn. Ví dụ một người rời bỏ bạn, không còn yêu bạn nữa, họ sẽ nói rằng anh ra đi là vì em, anh không muốn em phải đau khổ, hoặc là em ra đi là vì anh, em không muốn anh phải khổ vì em nữa. Các bạn thân mến, một người rời bỏ bạn thì chỉ có một lý do là người ta không còn yêu bạn thôi. Trước đây không phải là những bộ tiểu thuyết ngôn tình, đây cũng không phải là một bộ phim lãng mạn. Cuộc sống này nó phải thực tế. Người ta rời bỏ bạn thì chỉ có một lý do là người ta không còn yêu bạn. Vậy thôi. Hoặc người ta không có đủ bản lĩnh để yêu bạn. Nhưng nếu không có đủ bản lĩnh hoặc là không còn yêu bạn thì thôi, cứ thẳng thắn để mà nói rồi chia tay. Chúng ta sẽ chia tay trong thoải mái, chứ đừng nói rằng vì em rồi một ngày em sẽ hiểu tại sao anh lại làm như thế, rồi một ngày anh sẽ hiểu tại sao em lại làm như vậy. Không, chẳng có ngày nào hiểu hết nếu bây giờ không hiểu. Cho nên đấy là những dấu hiệu của một người đạo đức giả. Cái điểm số 5 của một người đạo đức giả đấy chính là lúc bạn có tiền thì ở bên bạn, lúc bạn hết tiền thì cũng chẳng còn bạn bè tình nghĩa gì nữa. Cái này nó không chỉ xảy ra trong tình bạn nhá, nó còn xảy ra với những cái mối quan hệ họ hàng và cả trong mối quan hệ tình yêu nữa. Đấy, rất là nhiều người mà ta chơi với nhau, người ta yêu nhau, cái lúc người kia có tiền thì tình cảm thắm thiết lắm, gắn bó với nhau như keo sơn. Mà đến lúc mà một trong hai người xa cơ lỡ bước không có tiền là gọi chẳng thấy mặt đâu, bạn bè không thấy, người yêu thì không. Thì các bạn cũng sẽ phải hiểu, dù là tình yêu, tình bạn hay bất kỳ một thứ tình cảm nào trên đời, mà khi người ta chỉ ở cạnh bạn khi bạn có tiền thôi thì chứng tỏ đấy là một người đạo đức giả các bạn nhá. Và đấy là 5 cái biểu hiện của một người đạo đức giả, và để các bạn sẽ tránh đi hoặc để các bạn cũng sẽ hiểu tường tận cái vấn đề cụ thể là như thế nào. Và đó là những chia sẻ của mình ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.